Dạ con có một câu hỏi bao lâu nay thắc mắc, đó là khi mình làm phước, mình hồi hướng đến chư thiên, mong chư thiên gia hộ cho mình, thì đó có phải nương tựa chư thiên không? Câu hỏi này con biết sư trả lời rồi, nhưng mà đoạn trả lời bị ai cắt mất trên TikTok, con kiếm hoài không có, mong sư dạy hoan nghị giải đáp cho con thêm một lần nữa. Thì cái này á, không, cái chuyện mà mình hồi hướng á, thì đó là cái lời đề nghị của vua trời Đế Thích. Khi tức là khi mà loài người làm phước thì vui lòng hồi hướng cho chúng tôi được nhờ, thì đó là lời đề nghị của vua trời Đế Thích. Cái thứ hai là đó là trong bài kinh Đế Thích Sở Vấn, cuối bài kinh Đế Thích Sở Vấn. Cái thứ hai là ở trong bài kinh Đại Bát Niết Bàn, là Đức Thế Tôn có nói là ai thương tưởng chư thiên thì chư thiên sẽ thương tưởng họ. Cho nên là cái việc mình làm phước hồi hướng đến chư thiên, mong chư thiên gia hộ thì việc đó là bình thường. Còn mình nương tựa chư thiên ở đây á là như thế này, là đức đức tam quy nè, tức là mình coi chư thiên là thực thể hơn Phật, đáng để nương nhờ. Ví dụ như mình thấy thờ Phật ở đây không có linh, mà nghe nói cái miễu bà, miễu ông, miễu cô, miễu cậu gì đó nó linh lắm, thì bản thân thì các vị đó nếu có thì cũng là chư thiên thôi, thì mình tới mình nương tựa các vị đó thay vì nương tựa Phật, thì đó là coi như mình đức tam quy ha. Chúng ta qua câu hỏi tiếp theo.